Thành Bẹt cùng 3 người khác góp vốn để cho vay nặng lãi hình thức bốc bắt họ. Nhóm này thành lập 5 đại lý với các tổ trưởng, tổ viên được trả lương cứng hàng tháng cộng với hoa hồng mỗi khi có khách vay tiền. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Đoàn Quốc Huy sinh năm 1993 ở quận Cầu Giấy về tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Huy bị truy tố sau do mới đầu thú hồi tháng 7. Còn trước đó, Viện Kiểm sát đã truy tố 24 người khác về các hành vi liên quan cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng và tàng trữ ma túy. Tất cả đều nằm trong đường dây phạm tội do Thành Bẹt cầm đầu. Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2012, Nguyễn Văn Thành, tức Thành Bẹt, sinh năm 1987 và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam, sinh năm 1992, Nguyễn Quang Anh, sinh năm 1988, Trương Văn Thắng, sinh năm 1996, đều ở Hà Nội, cùng nhau góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lợi. Trong vụ án, 4 bị can được xác định là nhóm sáng lập do mỗi người đều góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức bốc bắt họ. Khách có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 đến 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, tương đương tiền lãi là 4.000 đến 8.000 đồng trên 1 triệu một ngày, lãi suất từ 146 đến 292% trên năm. Để hoạt động, Thành đã chỉ đạo nhóm chat HCN2 trên ứng dụng Let's Talk nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên. Trong đó, tổ trưởng chỉ đạo các tổ viên chủ động đăng bài quảng cáo vào các nhóm cho vay tín dụng nợ xấu trên Facebook để tìm thông tin, số điện thoại của khách có nhu cầu vay vốn rồi giao dịch với khách. Khi khách đồng ý vay vốn bằng hình thức bốc bắt họ, các tổ viên yêu cầu khách chụp ảnh căn cước công dân và hình ảnh địa chỉ nơi ở của khách để đến kiểm tra. Nếu đúng địa chỉ, khách hàng sẽ đủ điều kiện cho vay. Khi vay tiền, khách hàng sẽ phải trả cho các đối tượng phí làm hồ sơ với số tiền trung bình là một ngày tiền gốc của khoản vay và bị cắt lãi trước. Trong thời gian từ năm 2022 đến 2023, băng của nhóm Thành Bẹt đã lập được 5 tổ. Số này gồm tổ 1 lấy tên Khang Hoàn Kiếm do Trần Thủy Hoàng, sinh năm 1996 làm tổ trưởng. Tổ 2 có tên Trung Ba Bình do Vũ Đức Huy, sinh năm 2000 làm tổ trưởng. Tổ 3 tức Tài Tây Hồ với tổ trưởng là Tạ Văn Quý, sinh năm 1994. Tiếp đến, tổ 4 lấy tên là An Nghi Tàm do Đỗ Phương Nam, sinh năm 2000 phụ trách và tổ 5 với tên là Hồng Hai Bà Trưng do Đỗ Gia Huy, sinh năm 1998 làm tổ trưởng. Thuê tài khoản quản lý việc cho vay lãi. Để quản lý nhân viên và hoạt động thu chi cho các tổ, Nguyễn Công Anh đã đăng ký 3 tài khoản gồm Phát Tài Lộc 66666, Phát Tài Lộc 9999 và Phát Tài Lộc 99999 trên trang onecast.info. Cơ quan tố tụng cho hay trang web này có tính năng quản lý cầm đồ cho vay tài chính với chi phí là 1,8 triệu đồng trên tài khoản trên tháng. Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý sử dụng chung. Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục không được, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat HCN2 để nhóm sáng lập biết. Nhà của khách chậm trả sau đó sẽ bị ném mắm tôm cùng dầu lìn. Trong đường dây này, Thành Bẹt là người giữ vai trò cầm đầu, quản lý chung toàn bộ liên quan đến việc cho vay lãi. Anh ta cùng 3 người khác trong nhóm sáng lập đưa ra tỷ lệ ăn chia với cấp dưới. Cụ thể, nhóm sáng lập gồm Thành, Nam, Quang Anh và Thắng. Mỗi người được hưởng lợi 25% tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang onecast.info và tiền trả lương cho các tổ trưởng, nhân viên. Nhóm các tổ trưởng gồm Trần Thủy Hoàng, Vũ Đức Huy, Tạ Văn Quý, Đỗ Phương Nam và Đỗ Gia Huy được trả lương 7 triệu đồng trên tháng, đồng thời được hưởng 5% tổng số tiền lãi đã thu của khách hàng do tổ mình phụ trách. Nhóm các tổ viên được trả lương 5 triệu đồng trên tháng và được hưởng số tiền từ việc thu phí làm hồ sơ của khách vay bằng tiền gốc và lãi khách hàng phải nộp trong một ngày trên tổng số tiền của khách vay. Số tiền này là tiền thu ngoài không tính vào số tiền thực tế cho vay. Cơ quan tố tụng cáo buộc băng nhóm của Thành Bẹt cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12 2023, nhóm này cho 16 người bốc bắt họ lãi suất từ 146 đến 292% trên năm. Nên với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng.